Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, người xưa thường nói, gặp vô số người không bằng quý nhân tương trợ. Trong cuộc sống, mỗi người đến với chúng ta đều có mục đích riêng. Có người đến để kết giao, giúp đỡ. Có người đến để hãm hại, trả thù. Thật sự dù chúng ta có khôn khéo, thông minh cách mấy, cũng khó lòng nhận dạng ra ai tốt, ai xấu ngay từ đầu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu chúng ta có những đặc điểm sau đây, thì sẽ thu hút được quý nhân đến phù trợ mỗi khi gặp khó khăn. Cùng xem trong 7 đặc điểm sau đây, bạn sở hữu được bao nhiêu nhé? 7 đặc điểm của người có mệnh gặp quý nhân. 1. Người có lòng biết ơn. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều, có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi điều cho đi đều có thể được nhận lại xứng đáng. Chỉ khi biết cách thể hiện lòng biết ơn lúc được giúp đỡ, người khác mới sẵn sàng tin tưởng và hỗ trợ bạn. Đây chính là cơ sở để bạn luôn gặp được quý nhân phù trợ. Vậy nên, hãy tìm cho mình một hướng đi rõ ràng, nhưng xin đừng quên nơi ta đã xuất phát. Lòng biết ơn quý hơn vàng. Người có lòng biết ơn cũng sẽ đáng trân trọng hơn những kẻ giàu có mà vô ơn. Cổ ngữ có câu, một giọt ân tình, một thùng báo đáp. Lòng biết ơn với ân nhân không chỉ nằm ở câu cửa miệng cảm ơn, mà phải xuất phát từ tấm lòng bên trong. Bên ngoài kính cẩn, nhưng bên trong không tật tâm. Những người như vậy có thể giấu giếm trong ngày một, ngày hai. Nhưng lâu dần theo thời gian, khi bản chất được bộc lộ, quý nhân sẽ theo đó mà đi xa. Lòng biết ơn mà chúng ta có thể thực hiện được mỗi ngày, đó chính là đối với cha mẹ của mình. Đây là điều tất yếu bạn phải làm được, bởi nếu bạn chỉ biết ơn người ngoài mà vô ơn với cha mẹ, thì lòng biết ơn đó chỉ là giả tạo, chỉ để đóng kịch cho người khác xem mà thôi. 2. Người cư xử tử tế. Lòng tốt thực sự là một thói quen cần được rèn luyện. Chúng ta quen làm việc tốt, không khoa trương, chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Tất cả những hành vi và thói quen tốt này đã vô tình hình thành và nuôi dưỡng nhân cách tốt đẹp của bạn. Theo thời gian, điều này giúp bạn tích lũy vốn liếng và các mối quan hệ tốt trên đường đời. Người xưa thường nói, lấy lòng nhân ái làm cơm ăn hàng ngày thì không lo không tìm được quý nhân tri kỷ. Chúng ta có thể làm việc tốt một cách chăm chỉ để khiến bản thân trở nên tử tế và trong sáng hơn nơi tâm hồn. Đồng thời điều này cũng giúp bạn học cách dùng lòng tốt và tình yêu thương để sưởi ấm và giúp đỡ người khác. Như vậy, từ những hành động, thói quen tốt như vậy, bạn sẽ dễ dàng nhận được lòng tốt và sự tử tế của mọi người xung quanh. 3. Người cần cù chịu khó. Trên thế giới này, những người đáng ngưỡng mộ nhất không nhất thiết phải là người có xuất thân và gia thế khủng. Nhân vật thực sự cần được ca ngợi đó là người vượt lên trên nghịch cảnh, kiên trì chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để kiên quyết theo đuổi mục tiêu. Sự siêng năng và tinh thần vươn lên sẽ luôn khiến bạn có cuộc sống tươi đẹp hơn. Khó khăn không phải lúc nào cũng tồn tại, con đường phía trước không phải lúc nào cũng gập ghềnh. Chỉ cần nỗ lực, bạn sẽ không ngừng gặt hái được thành công. Bởi vậy, chỉ cần có tinh thần vươn lên, bạn sẽ có cơ hội đạt được những thành tựu vẻ vang và dễ dàng tiếp xúc với các cá nhân kiệt xuất. Đó chính là quý nhân. 4. Người có bao dung, vị tha. Khi ứng xử với người khác, bạn không thể nào tránh được những bất đồng hay xích mích. Kẻ phàm phu sẽ hành động theo bản năng bằng cách trả thù, chửi bới, hãm hại để hạ giả. Người có lòng rộng lượng thì sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, bởi họ có đủ bản lĩnh để kiểm soát được cơn nóng giận của mình. Những người rộng lượng thường có tấm lòng khoan dung, rộng mở. Với phẩm chất cao quý ấy, họ luôn bao dung với mọi người nên cũng dễ thành công. Quý nhân luôn sẵn lòng giúp đỡ những người có nghĩa khí, bởi những gì họ cống hiến sẽ cho họ cảm nhận rằng sự giúp đỡ thật sự có giá trị.
Ngược lại, những người tính toán thiệt hơn và hay so đo với người khác, trạng thái cảm xúc nội tâm dễ dàng thay đổi, luôn sợ bị mất mặt, không đủ kiên cường, đối mặt với thất bại sẽ không dễ dàng gặp được quý nhân. 5. Sống tích cực, lạc quan. Nụ cười luôn là nguồn cảm hứng của sức mạnh. Một người với vẻ mặt vui tươi, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón, luôn nhận được nhiều cơ hội giúp đỡ từ người khác. Họ giúp đỡ bạn là xuất phát từ tình cảm, không phải giúp bạn là nhiệm vụ của họ. Khi bạn cần người khác giúp đỡ, nhưng bạn luôn hỏi xem người ta sẽ giúp bạn bằng cách nào. Kiểu như vậy sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ bạn. Khi gặp khó khăn, nhưng bạn vui vẻ, lạc quan, nhìn nhận vấn đề và tìm cách vượt qua, lúc này bạn nhờ người khác giúp đỡ. Tinh thần lạc quan, thái độ vui vẻ của bạn sẽ làm cho khoảng cách giữa hai người thu lại và người đó sẽ cảm thấy muốn được giúp đỡ bạn. 6. Người sạch sẽ, ngăn nắp. Nhà soạn kịch người Nga Anton Chekhov từng nói, mọi thứ của một con người, từ mặt mũi, quần áo cho đến tâm hồn, tư tưởng đều phải thật sạch sẽ. Sạch sẽ là trạng thái thoải mái và dễ chịu nhất. Một người ăn mặc quần áo giản dị và lịch sự, nơi ăn trốn ở, ngăn nắp gọn gàng, cử chỉ đoan trang, nho nhã, khí chất thanh lịch nhẹ nhàng, đó được coi là một người sạch sẽ điển hình. Họ không chỉ có một vẻ ngoài sạch sẽ, mà thế giới tâm hồn của họ cũng thật trong sạch. Người có nội tâm trong sạch thường nói không với những thú vui bất thiện. Lúc nhàn rỗi, họ thích thưởng trà, ngắm hoa, chơi cờ hay hội họa. Họ có những thú vui lành mạnh để giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Ngay cả khi bận bịu, họ cũng luôn duy trì trật tự nền nếp của mình. Người sạch sẽ còn cho người khác cảm giác thoải mái khi ở cạnh. Vì thế, họ càng dễ thu hút được nhiều nguồn năng lượng tích cực và gặp được nhiều may mắn. 7. Người biết nhường nhịn. Tục ngữ có câu, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Mọi cuộc tranh cãi trên thế gian đều xuất phát từ việc không ai chịu nhường ai. Chỉ có biết nhẫn nhịn mới có thể tránh được những tai họa này. Trong cuộc sống, ai rồi cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Nếu như lúc nào cũng chăm chăm đi tìm ai đúng ai sai, thì cả đời sẽ phải luôn ganh đua với người khác. Không những thế, bạn cũng gây thù chuốc oán với vô số người. Đôi khi, bạn cần phải lùi một bước để tiến thêm 3 bước. Lùi bước để tạo tiền đề cho sự tiến bộ sau này. Nhẫn nhịn giúp ta tránh được các cuộc cãi vã. Phúc có thể chưa tới, nhưng họa thì đều đã được hóa giải chỉ bằng một chữ nhẫn. Trông có vẻ người nhường nhịn sẽ thiệt thòi, nhưng thật ra họ sẽ được bù đắp lại bằng những việc khác mà không ai ngờ tới. Bạn thân mến, mỗi khi gặp khó khăn, người ta hay nói rằng cố lên rồi sẽ có quý nhân phù trợ. Vậy những quý nhân đó là ai và sẽ mang đến được cho chúng ta những gì? Câu chuyện sau đây sẽ giải thích rõ cho chúng ta về điều đó. Chuyện kể rằng có một thanh niên nọ muốn đi mua bát. Sau khi đến cửa hàng, anh ta tiện tay cầm một cái bát rồi nhấc thêm một cái khác lên cho chúng va nhẹ vào nhau. Khi hai cái bát va vào nhau liền phát ra âm thanh. Chỉ có điều dù thử đi thử lại, người thanh niên nọ vẫn không cảm thấy hài lòng mà liên tục lắc đầu thất vọng. Thế rồi anh ta lại tiếp tục thử một cái bát khác. Cuối cùng tất cả những chiếc bát trong cửa hàng đều được anh ta chọn hết, nhưng dường như người thanh niên vẫn chưa tìm được chiếc bát ưng ý. Ngay cả chiếc bát mà ông chủ tiệm đưa cho anh ta, nói là chiếc bát cao cấp nhất trong cửa hàng, anh ta vẫn để lại giá sau khi xem rồi thử đi thử lại nhiều lần. Chủ cửa hàng thấy vậy, cảm thấy rất khó chịu, liền hỏi người thanh niên kia tại sao lại cứ cầm một cái bát trong tay rồi đi gõ vào những chiếc bát khác như vậy. Phải chăng có lý do gì khiến anh ta làm vậy? Chủ cửa hàng vừa hỏi xong, người thanh niên kia liền ra vẻ đắc ý trả lời rằng đây là bí quyết chọn bát tốt mà một người tiền bối đã dạy cho anh ta. Khi một chiếc bát va chạm nhẹ,
với một cái bát khác sẽ phát ra âm thanh trong trẻo, vui tai. Đó nhất định là một cái bát tốt. Ngược lại, nếu phát ra âm thanh nặng, đục thì đó là chiếc bát không tốt. Chủ cửa hàng nghe xong như ngộ ra, liền cầm một chiếc bát đưa cho người thanh niên và nói: "Chàng trai, cậu thử cầm cái bát này đi, thử lại xem sao. Đảm bảo cậu sẽ nhanh chóng chọn được cái bát mà cậu thích." Người thanh niên dường như đã thử hết một lượt bát có trong cửa hàng. Vừa nghe thấy chủ tiệm nói vậy thì bán tín bán nghi đi thử lại. Điều khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc là lần này khi thử lại, những chiếc bát mà khi nãy cậu ta cảm thấy không đạt yêu cầu lại phát ra những âm thanh thanh thoát, trong veo. Cảm thấy nghi hoặc, người thanh niên vì không hiểu nổi chuyện này là thế nào nên đành quay đầu lại hỏi chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng cười nói với người thanh niên rằng đạo lý rất đơn giản. Bởi ngay từ đầu, cái bát mà anh ta cầm đi thử những cái bát khác là hàng loại. Dù có thử thế nào thì cũng chỉ sẽ phát ra những âm thanh trầm đục mà thôi. Vì thế, nếu anh ta muốn có được một cái bát tốt, thì đầu tiên phải làm là đảm bảo rằng chiếc bát mà anh ta cầm đi thử là một chiếc bát tốt. Tương tự như con người cũng thế, nào có khác gì chiếc bát va chạm với chiếc bát khác. Một trái tim chạm tới trái tim cần có sự chân thành mới có thể phát ra những âm thanh tinh túy. Nếu bản thân mình ngay từ đầu chỉ mang trong lòng sự đố kỵ, hoài nghi, thậm chí là cảnh giác để đối đãi với người khác, thì làm sao tránh được việc bị người khác đố kỵ? Thế nên, mỗi người đều có thể trở thành quý nhân của đời mình. Nhưng điều kiện tiền đề là phải đối xử thiện lành với người khác. Chỉ cần chúng ta chân thành, tự nhiên sẽ nhận lại được sự tín nhiệm. Có tấm lòng yêu thương, nhân ái, tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng. Ngược lại, nếu đố kỵ, giả tạo, thù hận người khác thì chỉ nhận về những thứ tương tự mà thôi. Trong cuộc đời mỗi người đều có một cái bát chứa đựng sự lương thiện, tín nhiệm, khoan dung, đồng thời có thể chứa đựng sự giả tạo, hẹp hòi, đố kỵ. Chỉ cần loại bỏ đi những tạp chất trong cái bát đó, sau đó mỉm cười đón nhận va chạm cùng những cái bát khác thì có thể phát ra âm thanh dễ chịu mà mọi người tìm kiếm. Quý thính giả thân mến, cổ nhân thường nói 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. Mệnh được quý nhân giúp đỡ chủ yếu là từ chính thói quen, nhân cách của bản thân như thế nào. Nó không phụ thuộc vào sự may mắn. Chỉ khi bản thân có năng lực, giá trị của sinh mình, bạn sẽ có cơ hội thu hút được quý nhân đến gần. Hy vọng những chia sẻ trên đã mang đến cho bạn thêm niềm tin trong cuộc sống. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.